Báo Thanh Niên vừa đăng bản tin cáo lỗi trên trang web hôm 23 tháng 10 và cho biết đã gỡ bỏ 5 bài viết liên quan đến nước mắm. Tờ báo Trần Tình cùng bạn đọc rằng họ muốn thực hiện một loạt bài độc lập nói về chất lượng nước mắm với mong muốn góp ý kiến vào lĩnh vực an toàn thực phẩm và đã không lường được sự cộng hưởng tạo nên dư luận không tốt ngoài ý muốn. Thanh Niên cũng thông báo gỡ bỏ 5 bài viết đã đăng bao gồm bài nước cộng hóa chất bằng nước mắm công nghiệp làm gì để nước mắm Việt vươn ra thế giới, đi tìm nước mắm sạch, cẩn trọng với hàm lượng thạch tín, tiêu chuẩn nào cho nước mắm Việt và lỗ hổng trong quy định về phụ gia thực phẩm. Trước đó, hôm 22 tháng 10, Bộ Y tế Việt Nam khẳng định nước mắm sản xuất trong nước không chứa asen độc hại vượt ngưỡng cho phép sau khi Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người Tiêu dùng Vinastas công bố một kết quả khảo sát nước mắm gây tranh cãi, khiến nhiều siêu thị và người tiêu dùng ngừng hẳn việc mua bán một số loại nước mắm đã được nêu tên trong các bài báo trong nước. Vinastas sau đó đã gỡ bản công bố nước mắm chứa asen vượt ngưỡng ra khỏi website của mình.